Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. 9 thực phẩm đông lạnh tốt gấp vạn lần nhân sâm, ăn sớm sống thọ trên 100 tuổi. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, lâu nay chúng ta vẫn thường có quan niệm rằng ăn bữa nào thì đi chợ bữa ấy, để có thể chọn được thực phẩm tươi ngon, còn sống ở ngoài chợ mang về chế biến ngay thì mới giàu dinh dưỡng và ngon miệng, đúng không nào? Nhất là với những loại thịt, hải sản hay rau củ quả, sự tươi xanh của chúng luôn bắt mắt hơn rất nhiều. Thế nhưng, đã bao giờ bạn nghe ai đó nói rằng việc ăn thực phẩm đông lạnh sẽ tốt hơn cho sức khỏe chưa? Điều này nghe qua thì thấy vô lý đấy. Tuy nhiên, với những loại thực phẩm sau đây, việc bạn cất chúng trong ngăn đông tủ lạnh rồi sử dụng thì mang đến hiệu quả rất tuyệt vời. Nếu quý vị đang tò mò muốn biết đó là những thực phẩm nào, hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu ngay trong video sau đây. Nhiều người tin rằng thực phẩm tươi nhiều chất dinh dưỡng hơn là thực phẩm đông lạnh. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố cách đây không lâu cho thấy niềm tin chung rằng thực phẩm tươi có giá trị dinh dưỡng cao hơn đông lạnh là sai. Bởi không phải thực phẩm nào khi ăn tươi sống cũng đều cung cấp được tối đa dưỡng chất cho cơ thể. Một số thực phẩm sau còn tốt hơn khi chúng ta bảo quản và sử dụng chúng từ ngăn đông tủ lạnh. Thứ nhất, ớt chuông. Lần trước khi có dịp đến nhà bạn chơi, khi hỏi về ớt chuông để làm nguyên liệu cho món salad, cô ấy nói để trong tủ lạnh. Tìm mãi không thấy, thì ra cô bạn tôi đã dự trữ nó ở ngăn đá tủ lạnh. Khá tò mò về cách bảo quản này, tôi đã lên mạng và tìm hiểu thì nhận được ra nhiều kết quả bất ngờ. Ớt giàu vitamin A và C nên khi đông lạnh sẽ giữ được hết những chất này. Khi chế biến cũng sẽ ngon hơn so với để bên ngoài dùng tươi. Do vậy, nếu yêu thích món ớt chuông này, bạn có thể mua và cất chúng trên ngăn đá tủ lạnh nhà mình nhé. Thứ hai, bông cải xanh, súp lơ. Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ, giàu hợp chất sulforaphane, tốt cho sức khỏe, có khả năng phòng ngừa được ung thư. Tuy nhiên, đây là chất sẽ mất dần theo thời gian, nên nếu để bông cải ở ngoài thì nó sẽ dễ mất chất. Các chuyên gia đã chỉ cách đông lạnh bông cải để giữ được hợp chất này cho tới khi sử dụng, giúp cơ thể hấp thụ hoàn toàn. Chính vì thế, nếu mua về mà bạn chưa sử dụng bông cải xanh ngay thì có thể cất chúng trên ngăn đá tủ lạnh để sử dụng sau mà vẫn đảm bảo giữ được tối đa chất dinh dưỡng nhé. Thứ ba, các loại đậu. Thường chúng ta chỉ biết đến cách bảo quản rau xanh, đó là mua về và để trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, đây không phải là cách tốt với tất cả mọi loại rau xanh. Các loại đậu như đậu đũa, đậu tương, nếu được đông lạnh sẽ giữ được nhiều chất sắt và xơ hơn so với đậu bảo quản bên ngoài hay đậu đóng hộp. Thứ tư, các loại hải sản. Nhiều người nghĩ hải sản ăn tươi ngay mới ngon, nhưng mấy ai ăn được ngay khi nó vừa được đánh bắt. Thông thường hải sản ở chợ đều được vận chuyển từ xa nên có thể đã chết và hư hỏng. Tốt nhất là nên đông lạnh hải sản để giữ được mùi vị dinh dưỡng, giảm khả năng bị hỏng khi ăn, chỉ cần rã đông là được. Thứ năm, quả chanh. Các công dụng từ chanh có thể kể đến là giải độc cơ thể bằng cách kích thích chức năng gan, thận, hoạt động tăng cường hệ thống miễn dịch và làm giảm tác động của các gốc tự do. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia cho rằng một quả chanh cũng có tác dụng phòng chống đến 50% các bệnh ung thư, và khuyên mỗi người nên tiêu thụ ít nhất là 150g quả cam hoặc chanh đông lạnh mỗi tuần để đạt được tác dụng trên. Thứ sáu, các loại trái cây. Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng sự thật là trái cây khi được đông lạnh sẽ giữ được mùi vị dinh dưỡng ở bên trong. Thậm chí ăn còn ngon hơn trái cây để bảo quản ở ngoài nhiệt độ thường, dễ bị hỏng thiêu khi ăn không còn ngon và đã mất nhiều chất rồi. Thứ bảy, việt quất. Đây là loại quả đông lạnh sẽ tốt hơn ăn tươi ở bên ngoài, vì khi đông lạnh nó sẽ giữ được nhiều chất chống oxy hóa hơn.
Ăn việt quất đông lạnh giúp cơ thể hấp thụ tối đa dinh dưỡng từ quả này. Thứ 8, quả bơ. Bơ ngon bổ nhưng rất dễ hỏng. Nếu không bảo quản đúng cách, tốt nhất nên để bơ vào ngăn đá hoặc cắt thành miếng cho vào túi rít rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Bằng cách này, bơ sẽ tươi lâu hơn, đầy đủ dưỡng chất và ăn thơm ngon hơn. Thứ 9, rau chân vịt. Rau chân vịt giàu chất chống oxy hóa, tốt cho sức đề kháng và ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, chất này cũng sẽ biến mất nếu không bảo quản rau đúng cách. Do đó, hãy đông đá chúng sau khi thu hoạch. Cách này sẽ giúp lưu giữ được chất dinh dưỡng trong nhiều tuần. Khi mua thực phẩm đông lạnh, bạn có thể sử dụng một lượng chính xác những gì bạn cần và giữ phần còn lại đông lạnh. Sử dụng chúng sẽ giúp bạn hạn chế được thực phẩm dư thừa và hư hỏng. Bạn nên mua 1/3 số thực phẩm trong tuần là thực phẩm tươi và 2/3 còn lại là loại đông lạnh để giảm khả năng bị thừa cũng như bị hư hỏng. Tốt nhất, bạn nên sử dụng thực phẩm từ trước rồi sau đó hãy dùng thực phẩm đông lạnh. Thực phẩm đông lạnh có thể giúp bạn ăn uống một cách lành mạnh hơn vì bạn có thể lấy chính xác một lượng thức ăn mà bạn cần cho cơ thể. Trái cây và rau quả khi được đông lạnh sẽ không bị thêm bất kỳ chất nào và không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Vì vậy, chúng rất tươi. Bạn có thể chế biến món rau tròn với thịt nạc bằng các sản phẩm đông lạnh. Đây là một món ăn ngon và đầy dinh dưỡng cho buổi sáng của bạn đấy. Để hạn chế đi lại nhiều trong mùa dịch, mọi người đã thay đổi thói quen đi chợ hàng ngày bằng cách mua thêm thực phẩm tích trữ với công dụng bảo quản và kéo dài độ tươi ngon của thực phẩm trong tủ lạnh. Nhiều người nhồi nhét thực phẩm vào tủ lạnh để ăn dần. Việc bảo quản thức ăn không khoa học không chỉ ảnh hưởng đến độ tươi ngon của món ăn, mất chất dinh dưỡng mà còn các vi khuẩn phát triển ngược trở lại, gây nên những biến chất. Một số chất có trong thực phẩm, chưa kể một số thực phẩm nếu để trong tủ lạnh sẽ biến dạng về dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những thực phẩm mà bạn không nên bảo quản trong tủ lạnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Tủ lạnh có thể bảo quản thực phẩm trong thời gian dài. Tuy nhiên, một vài loại thực phẩm lại biến chất nhanh hỏng hay giảm chất lượng khi bạn cho vào tủ lạnh để bảo quản. Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên điểm qua những loại thực phẩm không được cho vào tủ lạnh nhé. Thứ nhất, tỏi. Tỏi là thực phẩm không chịu được nhiệt độ lạnh. Môi trường tủ lạnh ẩm ướt, nhánh và đầu tỏi sẽ dễ mọc mầm, có thể phát triển nấm mốc gây hại cho sức khỏe khi ăn. Bảo quản tốt tỏi trong vòng 2 tháng bằng cách để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Thứ hai, các loại dưa. Các loại dưa như dưa leo, dưa hấu, v.v. Trong các loại dưa đều có chứa chất chống oxy hóa tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe, có thể ngăn ngừa ung thư hoặc nhiều vấn đề khác. Nhưng nếu bảo quản các loại dưa này trong tủ lạnh, sẽ mất đi các chất chống oxy hóa, sẽ bị mất chất, thay đổi thuộc tính hoặc tệ hơn là chuyển sang độc tố khi bảo quản bằng tủ lạnh. Thứ ba, hành lá, hành tây và hành củ. Cũng giống như cà chua, các loại hành sẽ bị mềm xốp hoặc nấm mốc nếu để trong tủ lạnh quá lâu. Nếu hành tây đã được cắt và để trong tủ lạnh, các lớp hành sẽ bị rời ra và khô, dù bạn đã gói bọc cẩn thận. Ngoài ra, việc để hành trong tủ lạnh cũng làm mất mùi hương vị riêng của chúng. Nhiệt độ lạnh sẽ làm phá vỡ các kết cấu tinh bột trong khoai tây, làm cho khoai tây cứng và không mềm ngon nữa, dù bạn có chế biến và nấu nướng ngon thế nào đi nữa. Thứ tư, cà chua. Khi lưu trữ cà chua trong tủ lạnh, độ lạnh sẽ phá hỏng kết cấu trong quả cà chua và làm cho cà chua bị bở. Nếu bạn đã từng ăn một món salad trong đó vị cà chua mềm xốp và có vài tinh thể băng đá bên trong, thì rất có thể cà chua đó đã được giữ lạnh. Việc giữ cà chua trong tủ lạnh cũng làm mất hương vị và độ thơm ngon của nó. Thứ năm, khoai tây. Khi được bảo quản trong môi trường tối, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, khoai tây có hạn sử dụng lên đến vài tháng. Loại thực phẩm này sẽ chuyển sang màu xanh khi gặp ánh nắng và từ đó sinh ra một chất gọi là solanine có thể gây ngộ độc. Ngoài ra, chúng ta không nên bảo quản khoai tây trong tủ lạnh hay ngăn đá, vì chúng có khả năng tạo ra chất gây ung thư. Thứ sáu, mật ong. Nhiều gia đình lo lắng mật ong dễ hỏng nên đã bỏ chúng vào tủ lạnh. Nhưng rõ ràng đây là một hành động vô cùng sai lầm.
Thông thường, mật ong có thể lỏng, sệt khi ở nhiệt độ thường 25 đến 32 độ C. Khi nhiệt độ thấp hơn, xuống dưới 18 độ C, sẽ diễn ra quá trình kết tinh ở mật ong thành những hạt nhỏ li ti rất mịn và đều nhau, hay còn gọi là lắng đường. Mật ong nguyên chất có thể bảo quản chừng 1 đến 2 năm khi ở nhiệt độ thường. Chính vì vậy, bạn không cần thiết phải cất chúng vào trong tủ lạnh, vì như vậy chỉ khiến mật ong bị mất dưỡng chất quý giá mà thôi. Thứ 7, bánh mì và đồ nướng. Mặc dù nhiệt độ tủ lạnh có thể giữ bánh mì hoặc thực phẩm được nướng chín lâu hơn, nhưng tủ lạnh có nhược điểm là sẽ làm những thực phẩm này nhanh chóng khô và cứng. Sở dĩ vì nhiệt độ trong tủ lạnh quá thấp, cấu trúc tinh bột trong những thực phẩm này sẽ thay đổi ở nhiệt độ thấp và mất đi độ mềm xốp vốn có. Thứ 8, để nước lọc trong bình nhựa. Đây là một thói quen rất có hại vì khi ở nhiệt độ thấp, nhựa sẽ tiết ra độc tố dioxin. Chất này là một chất cực độc và là nguyên nhân chính gây ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Không chỉ vậy, thành phần nhựa còn chứa các chất như bisphenol A, phthalate, v.v. Các chất này rất gây hại cho con người, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em. Thứ 9, cà phê. Cà phê là một trong những thực phẩm không nên để trong tủ lạnh vì sẽ mất đi hương vị. Khi uống sẽ không còn thơm ngon. Ngoài ra, cà phê có một tính chất đặc biệt là hấp thụ tất cả các mùi xung quanh nó. Điều đó sẽ làm mất đi mùi hương cà phê độc đáo và thay vào đó là tất cả mùi hương của các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh. Tốt nhất là bạn chỉ nên bảo quản cà phê ở trong hộp kín và để ở nhiệt độ phòng. Lưu ý, để đảm bảo an toàn, mỗi gia đình nên trữ thực phẩm ở trong tủ lạnh không quá 5 ngày, kể cả các thực phẩm đông đá như các loại thịt, hải sản, các loại rau xanh và hoa quả. Khi tủ lạnh của bạn chứa đầy thức ăn, hãy điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, không mở tủ lạnh quá lâu. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh tủ lạnh. Tốt nhất nên lau tủ một lần một tuần với nước nóng và thuốc khử trùng. Riêng ngăn đựng thịt sống thì nên vệ sinh cách nhau vài ngày. Thói quen để đồ ăn sau khi không được sử dụng hết vào tủ lạnh là thói quen của nhiều gia đình. Mọi người cứ nghĩ chỉ cần dùng màng bọc thực phẩm hoặc cho thực phẩm vào trong túi bóng, buộc kín, đậy chặt thì sẽ không có chuyện gì, có thể bảo quản được rất lâu. Tuy nhiên đó lại là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Một số loại thực phẩm không nên để ở trong tủ lạnh vì sẽ làm mất đi giá trị dinh dưỡng của chúng. Một số khác thậm chí còn bị biến chất gây hại cho cơ thể nếu như còn cố tình sử dụng. Tủ lạnh ra đời là một trong những phát minh vô cùng hữu ích với nhân loại. Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết gia đình nào cũng có tủ lạnh để dự trữ thực phẩm. Song cũng cần quan tâm đến việc thực phẩm nào có thể dự trữ và bảo quản trong tủ lạnh và ngược lại, bởi nếu bảo quản sai cách sẽ làm mất đi giá trị dinh dưỡng của chúng. Một số khác thậm chí còn bị biến chất gây hại cho cơ thể nếu như còn cố tình sử dụng. Do vậy, quý vị cần hết sức lưu ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.